Trường Giang bất hòa Harry Won, mối quan hệ với Trấn Thành lao đao. Vốn là những người bạn thân thiết trong nghề, tuy nhiên đám cưới của Trường Giang Trấn Thành không có mặt. Điều này khiến nhiều người thắc mắc về mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng có đang xảy ra với hai danh hài này. Không ít lần người hâm mộ tự đặt ra câu hỏi, phải chăng mối quan hệ giữa Trấn Thành và Trường Giang bằng mặt không bằng lòng khi không ít lần họ được đặt lên bàn cân so sánh. Mới đây trong tập 35 chương trình Nhanh Như Chớp, Harry Won liên tục bị Trường Giang mắc lỗi. Khi MC Harry Won đọc câu hỏi cho người chơi, hãy đưa ra tên 20 diễn viên Hàn Quốc sống ở Seoul. Ngay sau đó, Trường Giang đã lên tiếng, một lần nữa đề nghị ban tổ chức đổi MC ngay bây giờ được không? Kể tên 20 nghệ sĩ Hàn Quốc tôi còn chẳng biết, huống hồ lại còn sống ở Seoul. Ngay sau đó, bà xã Trấn Thành đáp trả, Trường Giang chẳng hợp tác gì với tôi cả. Tôi và Trường Giang biết phải làm việc với nhau được hơn 4 năm rồi, mà anh ấy cứ cà khịa tôi. Danh hài Trường Giang lập tức phản bác bằng những lập luận của riêng mình. Thứ nhất, Harry Won chưa bao giờ mời tôi ăn lần nào hết, còn tôi ngược lại rất nhiều lần. Thứ hai, chưa bao giờ Harry Won hỏi tôi có mệt không sau chương trình, chỉ có tôi hỏi Harry Won. Thứ ba, Harry Won chưa bao giờ nói anh Giang ơi, hôm nay anh nói nhiều quá để em nói hộ cho, làm hộ cho. Tôi toàn làm nhiều còn Harry Won làm ít, nhưng lương của Harry Won lại rất nhiều. Thế thì Harry Won còn tồn tại trong chương trình làm gì nữa, anh nói thêm. Trong sự ngỡ ngàng của Trường Giang và các khách mời, Harry Won bỏ về. Tôi dẫn một mình cũng không sao đúng không quý vị, không ai đúng hết, Trường Giang nói. Ngay lập tức, đoạn hội thoại kể trên đã thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người cho rằng đây có thể là một chiêu trò của nhà sản xuất. Một số khác lại cho rằng điều này chẳng có gì khó hiểu khi hai nam danh hài Trường Giang Trấn Thành có vẻ như đang nằm trong mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng. Theo lập luận của một bộ phận công chúng, có lẽ tin đồn này là đúng sự thật khi trong đám cưới Trường Giang và nữ diễn viên Nhã Phương, Trấn Thành không có mặt. Chưa kể từng rất nhiều lần, khán giả đặt lên bàn cân so sánh hai nam danh hài, không chỉ về tài năng, tài sản, mà còn cả độ đào hoa. Không biết tin đồn bằng mặt không bằng lòng chính xác bao nhiêu phần trăm, nhưng có một sự thật hiển nhiên, Trấn Thành Trường Giang từng hợp tác ăn ý trong vai trò MC giám khảo của nhiều chương trình hút khách như Ơn Rời Cậu Đây Rồi, Thách Thức Danh Hài, Giọng Mãi Giọng Ai. Bên cạnh đó, họ cũng là hai người bạn khá thân trong cuộc sống. Tên tuổi Trấn Thành Trường Giang thường xuyên xuất hiện song hành mỗi khi nhắc đến sân khấu hài hay ngôi sao truyền hình. Nói về sự vắng mặt của chồng trong lễ cưới của Trường Giang Nhã Phương, Harry Won cho biết vì ông xã đã nhận lịch diễn từ đầu năm cũng như đang ở khá xa nên không thể về kịp tham dự đám cưới của người bạn thân thiết. Thay mặt chồng, Harry Won gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Trường Giang hạnh phúc, đến đầu bạc, sớm sinh quý tử. Về tin đồn bất hòa giữa Harry Won Trường Giang vừa qua, chia sẻ với báo, đại diện phía đơn vị sản xuất khẳng định tin đồn Harry Won bỏ dẫn Nhanh Như Chớp là không đúng sự thật. Nữ ca sĩ và Trường Giang cũng không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào. Tuy nhiên cũng cần nói thêm, không phải ở thời điểm này mà dấy lên tin đồn sức mẻ tình cảm giữa hai nam danh hài, mà trước đó tin đồn này đã xuất hiện khá lâu. Trong một buổi họp báo vào năm 2016, Trường Giang đã đính chính một số thông tin không đúng về mối quan hệ giữa anh và Trấn Thành. Tôi và Trấn Thành có yêu nhau đâu mà rạn nứt. Chúng tôi luôn cạnh tranh với nhau, nhưng cạnh tranh công khai. Chẳng hạn như Trấn Thành ra sân khấu thì tôi sẽ ngồi coi Thành có điểm nào hay, điểm nào dở. Chúng tôi cạnh tranh để tiến bộ chứ không phải để tìm cách dìm nhau, Trường Giang chia sẻ. Là hai nam danh hài nổi tiếng hiện nay, việc đặt lên bàn cân so sánh của người hâm mộ là điều khó tránh. Tuy nhiên, cũng như Trường Giang nói, việc cạnh tranh công khai giữa hai người sẽ giúp họ hoàn thiện khả năng của mình và cống hiến cho khán giả nhiều tác phẩm hấp dẫn. Dũng ngồi ghế thường, nhường khoang VIP cho dàn đá chính, thầy Park thương học trò cũng lưu thu một góc. Trên máy bay A350 của Vietnam Airlines trở về Hà Nội từ Kuala Lumpur, tối 12 tháng 12, tuyển Việt Nam ngồi hạng thương gia và được tặng món quà đặc biệt. Tối 12 tháng 12, sau gần một ngày vừa tập luyện vừa nghỉ ngơi, thầy trò Park Hang-seo bắt đầu ra sân bay trở về Hà Nội, chuẩn bị cho trận đấu chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 15 tháng 12. Tại sân bay Kuala Lumpur, không khí vui vẻ hồ hởi hiện lên trên hầu hết khuôn mặt các cầu thủ, trong đó Hà Đức Chinh vẫn giữ nguyên sự nhí nhảnh như thường lệ. Công Phượng thư thái nghe nhạc, anh chỉ bỏ điện thoại và tai nghe khi qua cửa kiểm tra hành lý xách tay. Trong phòng chờ lên máy bay, nhiều hành khách Việt Nam và quốc tế nhận ra đội tuyển bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên người Hàn Quốc vui vẻ đáp lễ qua cửa kính. Lần này, nhiều thành viên đội tuyển được ngồi khoang hạng thương gia trên máy bay A350-900 của Vietnam Airlines. Ghế ngồi khoang này có hạng huấn luyện viên Park Hang-seo và một số thành viên khác ngồi hạng phổ thông. Trên máy bay có sẵn mô hình từng tuyển thủ, trong đó có cả thầy Park Hang-seo đeo kính ở giữa.
mỗi người được tặng một chiếc đúng với số áo và khuôn mặt mình. Tiền đạo Văn Quyết với hình tượng mặc áo số 10. Huấn luyện viên Park Hang-seo thích thú khi mô hình này khá giống mình, ông sẽ mang nó về bày trong phòng của mình. Thủ thành Bùi Tiến Dũng cũng được khắc họa bằng áo số 1. Các cầu thủ thích thú với những hình tượng của mình và tranh thủ chụp ảnh trước giờ cất cánh. Duy Mạnh được nam tiếp viên hàng không trao tặng tận nơi món quà đặc biệt. Ngay sau đó các tuyển thủ tranh thủ tận hưởng các trò chơi giải trí trên máy bay. Hai tiền đạo Anh Đức và Văn Đức như thường lệ vẫn luôn đi và ngồi gần nhau. Tuấn Hưng cay khóe mắt khi cổ động viên Việt Nam phải xem chung kết AF Cup qua hàng rào. Hàng trăm cổ động viên Việt Nam dù có vé nhưng không thể vào sân ngồi xem trận chung kết lượt đi AF Cup trên sân vào tối 11 tháng 12. Sau khi trận chung kết AF Cup lượt đi khép lại, nhiều người không khỏi nghẹn lòng khi chứng kiến những gì cổ động viên đã trải qua khi sang Malaysia cổ vũ trực tiếp cho đội tuyển Việt Nam. Không ít khán giả Việt dù có vé vẫn phải đứng ngoài vì trong sân không có chỗ ngồi. Độ máu lửa cùng sức ép tinh thần từ 80.000 fan Malaysia khiến những người Việt vào sân cũng cảm thấy lo lắng. Mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng đã chia sẻ những cảm xúc lẫn lộn của mình khi ở Việt Nam theo dõi trận đấu và biết được hoàn cảnh của các cổ động viên đang ở Malaysia. Một người đàn ông từng trải và mạnh mẽ như Tuấn Hưng cũng không khỏi xúc động khi nghĩ về những người yêu môn thể thao vua. Tuấn Hưng chia sẻ, kết quả có lợi cho chúng ta trong một trận đấu mà chúng ta thể hiện rõ đẳng cấp và sự tự tin khi dẫn liên tiếp hai bàn, nhìn gần 8 vạn cổ động viên Malaysia im lặng và một số ít có vé đã cố gắng vào được. Của cổ động viên Việt Nam hò reo nhảy múa mới là cảnh đáng nhớ nhất, bóng đá là thế. Dễ có thể giao lưu kết nối nhưng cũng dễ mất lòng nhau lắm, Tuấn Hưng xúc động viết, cay cay khóe mắt khi nhìn cổ động viên nhà mình, hàng trăm người có vé mà không được vào sân, cay cay sống mũi. May hôm qua 2-2, chứ 3-0 thì khổ thân cổ động viên Việt Nam lắm, hẹn các bạn trận lượt về. Là hai trong số rất nhiều cổ động viên Việt Nam bay sang Malaysia cổ vũ, Á hậu Lệ Hằng và nữ ca sĩ Hồ Bích Trâm, không giấu được bức xúc khi ban tổ chức không sắp xếp được chỗ ngồi cho các động viên Việt. Lệ Hằng cho biết, điều nằm ngoài mong muốn là lượng cổ động viên Việt Nam quá đông, trong khi ban tổ chức chỉ dành 2.000 đến 3.000 chỗ cho khán giả đội bạn. Á hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015 phải đánh liều vào khán đài. Theo tờ báo của Malaysia, có khoảng 500 cổ động viên Việt Nam bị người Malaysia giành chỗ trên sân. Trước đó, khi trận đấu đang diễn ra, nam ca sĩ Hoàng Bách lên tiếng trên trang cá nhân. Đến giờ này vẫn không có chỗ cho rất nhiều cổ động viên Việt Nam vào ngồi trên sân, dù có vé. Thấy vậy, nữ ca sĩ Ngọc Anh liền cổ vũ Hoàng Bách. Anh ơi, gào to tên cho các cầu thủ máu hơn. Có thể thấy vượt qua những khó khăn, các cổ động viên nhiệt huyết nhất đã tiếp sức cho đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo có được lợi thế nhất định trên sân khách giữa một chảo lửa hàng chục nghìn cổ động viên nước bạn. Đức Chinh bị chửi vì đá kém, loạt sao Việt lên tiếng bênh vực, Trấn Thành cực gay gắt, giỏi vào mà đá. Đức Chinh nhận quá nhiều gạch đá, các sao Việt lo sợ nam cầu thủ không có được tinh thần tốt để thi đấu trận tiếp theo. Sau trận hòa 2-2 trên sân khách Malaysia, có lẽ người nhận nhiều chỉ trích nhất đó chính là Hà Đức Chinh, được huấn luyện viên Park Hang-seo tin dùng thay cho anh Đức tại vị trí tiền đạo cấm. Nhưng có lẽ duyên ghi bàn chưa đến với Đức Chinh, khiến anh để lỡ tận 3 cơ hội sút cận thành. Sau trận đấu, Đức Chinh bị những cổ động viên quá khích cho rằng là tội đồ của cả đội, kéo vào Facebook cá nhân để ném đá, thậm chí còn phong danh hiệu tù trưởng cho anh. Trước những lời nhục mạ Đức Chinh, rất nhiều người nổi tiếng đã lên tiếng bênh vực anh, cho rằng Đức Chinh đã rất cố gắng và mong rằng việc tốt nhất lúc này là gửi lời động viên các cầu thủ trong trận chung kết lượt về sắp tới để họ cố gắng hơn nữa. Ngay khi kết thúc trận đấu vừa qua, MC Lại Văn Sâm lên tiếng bênh vực Đức Chinh. Nhà báo gạo cội cho rằng không nên trách cứ bất cứ cầu thủ nào từ đội. Đức Chinh tiến linh, không tìm kiếm được cơ hội ghi bàn thì cũng đừng trách họ, nên trách đội tuyển Malaysia đã chơi không fair play và bẩn đủ đường. MC Trấn Thành mới đây cũng đã lên tiếng chỉ trích những người đang chê bai Đức Chinh. Nam danh hài cầu xin người hâm mộ không nên vùi dập, đã kích các cầu thủ. Họ là cầu thủ không phải vật tiêu khiển, giỏi thì ra sân mà đá, đừng nấp sau bàn phím và gõ. Trấn Thành thể hiện sự bức xúc với những anh hùng bàn phím.
MC Thành Trung động viên Đức Chinh, em đen thế này chưa ăn thua, việc của em lúc này là cố gắng hoàn thiện mình. Ca sĩ Hoàng Bách tỏ rõ sự tiếc nuối khi Việt Nam để lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, khi có fan hâm mộ lên tiếng bên vực Đức Chinh, Hoàng Bách ngay lập tức đồng tình. BB Trần cũng dành nhiều lời an ủi cho Đức Chinh và không quên mắng những fan khẩu nghiệp. Người mẫu Lê Thúy cho rằng Đức Chinh chỉ thiếu may mắn. Trang Trần tự nhận không rành về bóng đá nhưng vẫn nhất quyết bảo vệ Đức Chinh. Cô kêu gọi mọi người thay vì chỉ trích cầu thủ thì nên cho đối thủ biết thế nào là sức mạnh của Việt Nam. MC Diệp Chi thì viết hẳn tâm thư nói về suy nghĩ của mình về kiểu hâm mộ thời vụ của một số bộ phận người hâm mộ bóng đá. Hoài Linh lên tiếng, khán giả quá khích chỉ biết im lặng ngưng chửi bới đội tuyển Việt Nam. Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 kết thúc, nhiều khán giả quá khích có những lời lẽ không hay đến một số cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam, nhưng Hoài Linh và các sao Việt này thì làm điều ngược lại. Tối 11 tháng 12 vừa qua, trên sân vận động của Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã có trận hòa 2-2 trước đội chủ nhà Malaysia nhờ hai pha ghi bàn xuất sắc của Huy Hoàng và Đức Huy. Dù có tỷ số lợi thế trên sân đội khách, tuy nhiên người hâm mộ Việt Nam vẫn tỏ ra tiếc vì chúng ta có thể làm tốt hơn như vậy. Ngay sau trận đấu đã có rất nhiều khán giả quá khích, buông những lời lẽ nặng nề vào một số cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, nhất là Hà Đức Chinh vì anh đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn đáng tiếc khi đối diện với khung thành của Malaysia. Tuy nhiên, nhiều sao Việt đã lên tiếng ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam bởi họ thấy được sự cố gắng của các cầu thủ, quan trọng hơn là chúng ta đã làm rất tốt, chơi hết mình, chỉ thiếu đi một chút may mắn. MC Diệp Chi đã có một tâm thư khá dài khi nhiều khán giả chỉ trích Hà Đức Chinh. Bài viết nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các khán giả và hiện đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Trang Trần cũng lên tiếng bênh vực cho các cầu thủ Việt Nam, nhất là Hà Đức Chinh, người đẹp chia sẻ: "Không ai là không muốn chiến thắng, xin hãy là fan bóng đá có não, đừng bao giờ ném đá Đức Chinh hay bất kỳ cầu thủ nào. Bởi tất cả các em đều đã hết mình cống hiến, bóng đá là bộ môn đồng đội tạo nên sức mạnh, bạn không thể chỉ cào nát người dứt điểm cuối cùng." Trang Trần cho rằng các tuyển thủ đã phải chịu quá nhiều áp lực trước trận đấu. Thay vì buông lời chỉ trích cay nghiệt trên mạng xã hội, cô khuyên người hâm mộ nên cổ vũ tinh thần cho họ. Mới hôm nào các bạn còn hô vang tên họ, sao hôm nay các bạn nở tự vả vào miệng mình, nhục mạ họ thì bạn cũng chẳng sang hơn chút nào đâu, cụ người mẫu chia sẻ. Đặc biệt, danh hài Hoài Linh, nam nghệ sĩ, đã có những lời động viên đầy tích cực cho các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Danh hài còn nêu đích danh Quang Hải với lời khen có cánh. Nguyên văn chia sẻ của danh hài Hoài Linh: "Đá sân khách, hòa có tỷ số, như vậy là tốt lắm rồi. Các bạn giỏi lắm, dù hơi bị ép nhưng vẫn điềm tĩnh. Quang Hải tuyệt vời, chúc đội tuyển Việt Nam sức khỏe và bùng nổ lượt về tại sân vận động Mỹ Đình." Cùng đón xem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 nhé!